Chiều ngày 30 tháng 6, Đảng Quỹ thị trấn An Phú tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 12 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư Đảng Quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng Quỹ thị trấn An Phú đã lãnh chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Tổng diện tích xuống giống vụ Đông Xuân, Hà Thu 930 ha, đạt 100% kế hoạch, sản lượng thu hoạch vụ đông xuân được 3.896 tấn, đạt tỷ lệ 38,97% so với kế hoạch. Sản lượng thủy sản thu hoạch được 2.482 tấn, đạt 82,73% so với kế hoạch. Giới thiệu 423 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, đảng quỹ thị trắng đã lập danh sách đưa 5 đồng chí đảng viên học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hại bơi, cử hai đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hai đồng chí đối tượng 3 và 37 đồng chí đối tượng 4, chuyển sinh hoạt đảng về nơi khác cho 5 đồng chí, tiếp nhận 15 đảng viên từ nơi khác chuyển đến đồng thời ban thường vụ đảng ủy ra quyết định chỉ định bầu bổ sung bí thư chi bộ công an thị trấn và chuẩn y kết quả bầu bổ sung quỹ viên ban chấp hành thị trấn, phó bí thư đảng bộ bộ phận trường trung học cơ sở an phú nhiệm kỳ 2022-2025. Ngoài ra quỹ ban kiểm tra đảng ủy xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm 2022 đối với các chi bộ và cấp quỹ viên cùng cấp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên công tác dân vận thực hiện đạt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã vận động được hơn 827 triệu đồng, qua đó hỗ trợ cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các ngành, đơn vị cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi đảng bộ bộ phận trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị trong nội bộ và nhân dân trên địa bàn, quán triệt đầy đủ các nội dung văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân để người dân có ý kiến đóng góp phát triển kinh tế xã hội địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, mở rộng các loại hình dịch vụ, định hướng sản xuất nông nghiệp cho nông dân, tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác triệt xóa tệ nạn xã hội trên địa bàn, các ngành, các lĩnh vực ra soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện trong năm 2022 để có các phương hướng thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2022.